con mồi béo. Chưa rồi mà không phải là công chức về nhà ăn cơm nhỉ? Học giờ này chưa thấy về, đóng cửa thế nhỉ? Ơ, à, có điện thoại. Ai gọi anh nhỉ? Alo, tôi nghe đây. Alo, ông có phải là bố của thằng công chức không? Thằng công chức đang ở trong tay tôi nhá. Anh làm gì? Sao anh lại bắt cóc con trai tôi? Nó đang ở đâu? Ông muốn biết con trai ông đang ở đâu thì hãy mang 1.000 cái kẹo Chupa Chups siêu dài đến để chuộc con ông về nhá. À, tôi bảo này, đừng có báo công an đấy, nghe chưa? Được rồi, tôi sẽ đáp ứng đầy đủ yêu cầu của anh. Nhưng mà anh đừng làm hại đến thằng bé đấy nhá. Nhá, alo, alo. Ô, tắt máy rồi. Làm nào bây giờ? Xong vụ này mình sẽ có nhiều kẹo để ăn rồi. Thích quá. Ui, làm thế nào bây giờ? Kiếm đâu ra 1.000 cái kẹo Chupa Chups siêu dài mà cứu con trai đây? Nào bây giờ? Ba ơi, ba có chuyện gì đấy? Quen răng to à con? Anh Công bị kẻ xấu bắt cóc rồi. Họ đòi 1.000 cái Chupa Chups. Làm thế nào bây giờ? Biết là phải làm thế nào để giải cứu anh Công đây, lo lắng quá. Chuyện này bố cứ để con lo. Con đã có cách rồi. Bạn ơi, mình đã có kế hoạch để giải cứu anh Công Sức rồi. Đây là kẹo súng bắn kẹo thần kỳ. Bây giờ mình sẽ đi tìm chỗ địa điểm anh Công đang bị bắt cóc. Đi vào cứu Công Sức mới được. Công Sức kia rồi. Cho bác Công kia rồi. Súng bảo bối kẹo thần kỳ mới được. Đây. Lần này ta được bố mẹ cá ngon rồi. Đi chạy đi. Tôi bắt con kia, thả con sức ra. Ngươi mẹ của ta mình cứu con tay con kìa. Bình thường ta quá rồi đấy. Ngươi biết đây là gì không? Là cái gì? Dùng bánh kẹo đỏ với thân kỳ. Còn màu vàng. Ngươi bánh kẹo kiểu gì mà ta buồn cười này hả? Thả ra ta. Bây giờ mình đã chứng chỉ được tên là bắt cóc kia rồi. Bây giờ mình phải đi vào cứu anh Công Sức mới được. Đường xong rồi bắt cóc nữa đâu. Lần sau đi học về phải nhớ đại bố đến nói nghe chưa?